các bạn. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Nai Nai Kích. Hôm nay thì Nhi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phòng quay mới của Nhi, đầu tư với vốn đầu tư cực đỉnh, cực nhiều, 999.999.999 đồng. Một đồng hay là một tỷ rồi. Nhi thích nói gì đó nó dài chơi được không? Và hôm nay thì Nhi sẽ giới thiệu cho các bạn, bật mí cho các bạn cái góc quay mới và coi như là bật mí nguyên cái phòng này luôn, để coi trong phòng quay của Nhi có gì. Đầu tiên là cái góc này. Ở đây thì Nhi có hai cái bậc trắng này để Nhi đựng những cái món đồ linh tinh nhỏ nhỏ để trang trí á. Đầu tiên là đây, nó bạc nệ này kích. Rồi kế tiếp là những cái que này để Nhi có làm video, để làm kem hay là làm những cái gì đó cần thiết. Bên đây thì những cái ly để trang trí. Nhi, mấy cái ly này Nhi có đựng đồ nữa, đựng muỗng để khuấy nè, đựng bút màu nè. Bên đây có hai cái discretion á. Mua bà này cực kỳ lâu rồi mà nó vẫn còn chậm tăng. Đây, đóng muỗng của Nhi, muỗng màu với muỗng mini thôi. Đó. Còn bây giờ thì cao hơn một chút nha. Đây, cao hơn một chút là cái góc này. Ở trên đây thì cũng toàn là squishy thôi, nhưng mà là những cái squishy kiểu bị béo phì á, bị bự. Để trên đây thì nó sẽ hơi cao, cho nên là để mấy cái lớn lớn cho các bạn dễ thấy. Đây, bà vịt nè, cái xe hơi màu hường nè. Chị cũng không thích đâu, tại chủ yếu cho nó hợp thôi. Ở cái toilet của Starbucks shop nè, cái ngôi nhà đó, Nhi rất là thích cái squishy ngôi nhà này luôn, mà nó bị nước cống khói rồi. Cái tiếp là bà bò ngậm ti màu hường, cái bà này Nhi mua là 7749 năm trước rồi, rất là lâu. Và cái này là cái squishy lớn đầu tiên mình Nhi có. Cái tiếp là của Lay Lay, đây cái đồng hồ, đây, nó có cái license như này á, nhưng mà hơi mờ chắc là các bạn không thấy đâu. Thôi bây giờ ở trên cao nhiều rồi ha. Mình chuyển qua cái góc bên đây. Thì ở đây Nhi có một cái tấm lưới như thế này, Nhi trang trí những cái đèn lên á, để khi mà phòng sáng hay phòng tối nó cũng có thể lung linh hơn. Ở đây thì có hai cái rổ, một cái rổ nhỏ và một cái khay nhỏ. Rổ này Nhi có thể để những cái squishy hoặc là những cái đồ chơi nào đó Nhi thích. Mỗi video sẽ có một cái squishy hoặc là một món đồ chơi khác. Còn bên đây thì Nhi để ba bà gấu này, nhìn cho nó kiểu tươi mới hơn á. Nhưng mà đa phần nó bị Nhi hoặc là ông Thành Pate hay là ai đó quay chung với Nhi là che hết rồi. Bây giờ sẽ tới cái góc bên đây, là cái góc mà Nhi thích nhất trong cái phòng quay. Ở trên đây là có kiểu những siêu anh hùng Iron Man nè, cái ông này người phản diện. Còn đây là cái hộp quà để Nhi bóc thăm khi mà làm thử thách. Còn ở dưới này là toàn là kẹo thôi, rất là thích luôn. Đây là kẹo sô-cô-la M&M. Đây cũng là M&M nhưng mà loại có đậu phộng. Còn đây là kẹo dẻo. Còn ở đây cũng là kẹo dẻo nhưng mà là kẹo dẻo tròn có đường. Đây là nguyên một hũ sô-cô-la M&M, là kẹo tổng cộng trong 3 hũ này gộp lại. Đồ kẹo ngon quá. Tiếp tiếp là như này. Ở đây á thì Nhi cũng là một trong cái những cái góc ở trong góc mà Nhi thích nhất. Nhưng mà nói là nói chung là Nhi thích nhất cái chỗ này luôn, trong những cái góc này không. Ở đây thì có hai cái ly để Nhi làm thử thách, nhưng mà tao mà Nhi sấy khô rồi Nhi để những cái linh tinh á. Ở đây là màu để làm slime, mà làm đồ ăn cũng được luôn, tại vì đây là màu thực phẩm. Còn đây có cái kính của Nhi, bộ xếp gỗ và xếp gạch. Ở đây thì Nhi có một đống slime luôn. Đây, slime may nè, border slime và slime trong nữa. Rồi có một cái loại slime mà lúc cái slime này mới ra Nhi đã mua liền luôn, có những cái charm rất là đẹp. Và ở đây cũng có charm để làm slime nè. Bây giờ dưới này, đây là nơi cư ngụ của Chu Bi. Đây, Chu Bi ngủ đây. Những cái hóa hoa và những cái đồ Nhi để Nhi trang trí á. Cái chai nước rửa tay của Nhi khi mà Nhi quay mà Nhi là biến tỷ ra rửa tay, Nhi dùng cái này. Cái này là cái đồ chơi UFO, là cái đĩa bay, Nhi sẽ quay video sau. Rồi đây là cái đồ để tròn á, bỏ vô ly nước tròn. Còn đây khi mà Nhi mua quá nhiều slime cho nên là Nhi được tặng rất là nhiều Borat. Đây các bạn thấy thấy không? Cảm ơn nha. Borat mà Nhi vậy, được gia tặng. Còn ở dưới này thì chỉ linh tinh mấy cái hộp quà để Nhi trang trí thôi. Cái cục sạc của Nhi hết rồi. Còn đây là nơi mà Nhi quay video, quay thử thách. Nói chung là tất cả video đều phải thông qua cái bàn này. Lý do Nhi chọn một cái bàn màu trắng như thế này là nếu mà có chơi slime hay là làm bất kỳ cái gì đó thì nó cũng sẽ sáng hơn và dễ thấy hơn. Còn cái chỗ như này ngồi thì chắc chắn ở dưới đất như là cái ghế rồi. Đây nói chung là một trong những thứ không thể thiếu cho cái phòng quay của Nhi. Đây là cái phòng mà Nhi lên hình. Nhi để lên hình thì khi mà Nhi quay hình thì chắc chắn các bạn sẽ thấy những cái góc đẹp nhất. Còn đây, behind the scene của góc phòng, một trong những góc Nhi không bao giờ muốn show ra. Bây giờ thì đổi góc và Nhi sẽ show cho các bạn xem.
Đây là cái cây của bạn Po đạo diễn. Đây là cũng là cái ghế đạo diễn luôn này. Nó để khi mà quay á thì chỉnh lên xuống cho theo cái góc mà Nhi làm, gọi là qua trái qua phải nếu mà tụi Nhi ngồi lâu. Còn đây là một trong những vật quan trọng nhất khi mà Nhi quay video, đó chính là cái đèn. Nhi có hai cái đèn hắt sáng hai bên, hắt thẳng vào trong cái bản mặt của Nhi để khi mà lên á thì vừa mặt Nhi có đèn đúa xấu xí cỡ này nó cũng sáng một góc trời. Và đây, từ đây phóng lên là những chiếc đèn màu vàng để cân bằng sáng cái mặt của Nhi. Và hai bên là đèn màu trắng, ở trên nó là đèn màu vàng. Khi mà chiếu thẳng xuống thì cái góc nó nhìn cái màu nó sẽ tự nhiên hơn, nó không bị sáng quá. Còn đây là cái bàn Nhi chơi tính, đây là một cái bàn vi tính bình thường mà đã theo Nhi N5 rồi. Còn đây mới là nguồn sống, là cái dàn máy. Dàn máy này được đầu tư 77-49 tỷ What? Của anh Bu. Đây, dàn máy siêu xịn luôn, bàn phím, là màn hình, tới thùng máy, tất cả đều xịn để quay và edit được những cái video chất lượng nhất. Cái ghế này là cái đạo diễn không nói rồi. Còn dưới này là những cái squishy mà Nhi để dành khi mà lên một cái video khác á. Nhi sẽ... Chưa, cái này nhìn hơi bạo lực quá ha. Ở đây thì Nhi sẽ show ra, Nhi sẽ để lên mỗi một cái video Nhi sẽ để một cái squishy khác nhau. Còn nhiều lắm nhưng mà mấy cái này là Nhi chọn lọc ra thôi. Đó, trong những video trước Nhi có từng để hết rồi. Còn ở đây là những cái bao bì của những dụng cụ quay, ví dụ như cái này. Cái này là cái đồ mà để Nhi đựng cái cây này á. Khi mà đi quay chỗ nào đó cần phải xách đi hay là xách vô xách ra thì Nhi sẽ kiểu... Nó là Nhi thôi chứ thực sự là anh Bu, ông Thành. Rồi gấp lại, bỏ vô đây, xách đi cho nó gọn. Còn đây là cái alo để đựng máy quay. Đó. Còn trong đây là nói chung là toàn vật dụng quay thôi chứ không có gì linh tinh. Còn trên đây thì chắc chắn sẽ có đồ ăn với lại dây sạc là nhiều thôi, dây nhợn. Còn bên đây là cái tủ đồ của Nhi. Đó. Các bạn có thấy không? Đây, đây, chỉnh cái đèn qua luôn. Đó, các bạn có thấy không? Nói là tủ đồ của Nhi thôi chứ nhìn vô người ta cứ tưởng là tủ đồ của một thằng nào đó không à. Cậu nè, đen, phản, trắng, hiếm lắm mới có được đồ màu. Còn những cái này thì linh tinh ở ngoài, áo khoác của Nhi, áo khoác jean. Kéo cái này xuống. Và dưới này thì có vài cái áo thun, rồi máy kẹp tóc, máy sấy tóc, cái đồng hồ của Nhi nữa. Nhi để đồ rất là linh tinh. Còn giày thì Nhi để ngoài kia, chủ yếu là để quần áo trong đây để thay thôi, để quay video. Rồi xong. Và Nhi đã giới thiệu xong cái phòng quay mới được đầu tư 999.999.999 đồng của Nhi. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha.